6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang trao quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm ông Phạm Đình Dũng, Phó trưởng ban Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ trưởng ban Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Vinh dự nhận trọng trách mới, ông Phạm Đình Dũng cam kết sẽ luôn nỗ lực cố gắng và hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Ông cũng mong lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh cùng tập thể Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ đồng hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trưa ngày 2 tháng 6, Bộ Y tế cho biết, trong vòng 6 giờ qua, cả nước có thêm 50 ca mắc COVID-19, từ ca bệnh 7.626 đến 7.675. Trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. 48 ca còn lại ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 35 ca, Bắc Ninh 12 ca, Đà Nẵng 1 ca. Tính đến trưa cùng ngày, Việt Nam có tổng cộng 6.166 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.509 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 4.596 ca. Về tình hình điều trị, cả nước có 3.043 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh và 48 ca tử vong. Trưa ngày 2 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận 23 trường hợp nghi mắc COVID-19, trong đó quận Gò Vấp 7 ca, Bình Tân 1 ca, Thành phố Thủ Đức 1 ca, Tân Bình 2 ca, quận 8 1 ca, quận 12 3 ca, Bình Thạnh 6 ca, Bình Chánh 1 ca và một trường hợp mới nhận kết quả từ phòng xét nghiệm đang xác minh thông tin. Qua xác minh ban đầu, trong 23 trường hợp này có 17 trường hợp được xét nghiệm theo diện F1. Có một trường hợp là tiếp xúc liên quan đến điểm nhóm sinh hoạt truyền giáo Phục Hưng. 5 trường hợp còn lại đang được xác minh nguồn tiếp xúc. Sáng ngày 2 tháng 6, lãnh đạo Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện trên địa bàn lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 45.000 công nhân viên đang làm việc tại các công ty trong khu công nghệ cao và sẽ được thực hiện trong vòng 4 ngày. Sáng ngày 2 tháng 6, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân 5.463, 37 tuổi, con gái bà chủ bánh canh O Thanh, quận 3, mắc COVID-19 đã tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, suy tim trên cơ địa tăng huyết áp, bệnh thận mạng giai đoạn cuối. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 4.780 có kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 5 nghi mắc COVID-19, có tiền sử suy thận mạng giai đoạn cuối. Trong lúc chờ kết quả khẳng định, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và được chuyển qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh lúc 4 giờ sáng ngày 25 tháng 5 sau khi có kết quả khẳng định mắc COVID-19. Như vậy, sau 9 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân đã không qua khỏi. Ngày 2 tháng 6 là ngày thứ 3 quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, trong buổi sáng tại các chốt kiểm soát đã không còn xảy ra tình trạng ùn ứ như sáng ngày 1 tháng 6. Điều này xuất phát từ việc quận thay đổi cách thức kiểm tra, trong đó tổ chức phân luồng từ xa cho xã trạm vào khung giờ cao điểm, tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên. Trong sáng ngày 2 tháng 6 tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng linh động trong việc kiểm soát người ra vào quận Gò Vấp. Đó là kiểm tra theo tỷ lệ xác suất số lượng người ra vào, lượng phương tiện bị chặn lại kiểm tra ít nên không xảy ra tình trạng ùn ứ. Lực lượng chức năng cũng phân luồng từ xa nên khu vực các chốt trở nên thông thoáng, không xảy ra ùn ứ như hai ngày trước. Ngoài ra, người dân nắm bắt thông tin đầy đủ hơn và khai báo y tế điện tử từ trước, chuẩn bị sẵn các giấy tờ liên quan nên khi đến chốt kiểm soát mau chóng được giải quyết, tiếp tục hành trình. Tối ngày 1 tháng 6 và rạng sáng ngày 2 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 15 trường hợp không đeo khẩu trang. Cảnh sát giao thông ra hiệu yêu cầu những trường hợp này đứng cách xa 2 mét theo quy định và lấy khẩu trang mới đưa cho những người này đeo vào rồi mới làm việc. Trước đó, phòng BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ xử phạt người tham gia lưu thông không đeo khẩu trang và một số hành vi khác liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ ngày 1 tháng 6. Nếu người dân tham gia lưu thông trên đường không đeo khẩu trang, cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Với xe khách, nếu không giữ khoảng cách giữa các hành khách, chở quá số người quy định về phòng chống dịch COVID-19 sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, hàng chục nơi đo được nhiệt độ vượt mức 40 đến 41 độ C.
Nhưng từ đêm mai ngày 3 tháng 6, nắng nóng kết thúc. Từ ngày 6 tháng 6, miền Bắc có đợt mưa lớn. Theo đó, từ đêm mai đến ngày 4 tháng 6, ở Hà Nội và Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm một đợt, có nơi trên 150mm một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cơ quan dự báo thời tiết của Việt Nam cảnh báo từ đêm ngày 6 tháng 6 đến đêm ngày 9 tháng 6, ở Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to. Tuy nhiên hôm nay ngày 2 tháng 6 và ngày mai 3 tháng 6, miền Bắc và miền Trung vẫn phải hứng chịu đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Hôm nay ngày 2 tháng 6, Văn phòng Bộ Công Thương thông tin, cả 6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam bao gồm Sen Đỏ, Vosho, Tiki, Shopee, Postmark đang bán vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang với giá ưu đãi và chuyển phát nhanh toàn quốc thông qua gian hàng Việt trực tuyến quốc gia của Bộ Công Thương do Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số chủ trì. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao làm đơn vị đầu mối chủ trì, triển khai chương trình hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ đặc sản vải thiều Lục Ngạn đến tay người dân cả nước thông qua thương mại điện tử. Các sàn thương mại điện tử đã có phương án cùng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đảm bảo xe giao hàng ra vào thông thoáng, vừa đảm bảo khử khuẩn theo yêu cầu chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm. Sáng ngày 2 tháng 6, Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy nhà ở khu vực khiến cho một người chết và hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bốc ra từ căn nhà ở con hẻm 102 nên hô hoán. Sau một lúc, lực lượng đã tiếp cận được 3 nạn nhân là người chồng sinh năm 1993, vợ sinh năm 1998 và cháu nhỏ sinh năm 2017. Tuy nhiên, người vợ đã tử vong từ trước đó, người chồng cùng con được đưa vào bệnh viện cấp cứu.